Bây giờ nhá, tớ sẽ trổ tài làm kem hoa quả cho các cậu xem này. Làm kem hoa quả? Đúng rồi. Đầu tiên cho một ít bánh mì vào để cho kem nó có vị đặc 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 đặc. Sau đó mình sẽ cạo cái dâu này ra đấy. Đấy, cạo nhà này để cho dâu nó nhỏ, thật nhỏ. Rồi. Để gọn vào đây. Sau đó dằm cái bánh mì này. Cậu không cái này liệu có bị đau bụng không? Không bao giờ bị đau bụng đâu. Xong rồi mình sẽ cho vào cái ốc quế này nha. Vị bánh mì nó sẽ ngọt ngọt, còn dâu tây sẽ chua chua nên là ăn nó sẽ hơi bị ngon. Đấy. Này. Nhưng mà không thích ăn chua đâu. Em Cam không thích ăn chua gì. Được rồi, thế thì anh cho ít dâu tây thôi. Cho nhiều nhiều bánh mì vào. Đấy. Kem ấy thì nó muốn cho nó ngon ấy, mình phải cho nó một ít sữa vào. Cái loại này để chuyên làm kem đấy. Đúng rồi. Chắc nó hơi đặc đặc như này. Em thích ăn. Rồi. Bây giờ mình sẽ dưới lên đây này. Em thích ăn cái đấy. Đấy. Em thích ăn cái này. Được rồi. Mình sẽ chờ một lúc cho nó ngấm vào bánh mì với cả dâu tây. Đau bụng không mà ăn gì? Đau bụng thì đau bụng thế nào được? Toàn là các nguyên liệu sạch mà làm sao mà đau bụng được? Bây giờ đã có một cây kem ốc quế rồi, các cậu nhìn xem. Đấy. Kem ốc quế vị dâu tây. Bây giờ tớ sẽ là người được ăn đầu tiên. Đến lượt em Cam nào. Em không dám ăn kem này đâu. Kem này mà lại còn không dám ăn. Này cậu ăn không Trang? Ui không. Tớ không ăn đâu. Cậu ăn đi. Tớ sợ đau bụng lắm. Nhìn cậu làm kem trông chả đảm bảo gì cả. Yêu cậu ăn đâu. Đây em ăn thử xem có phải là ngon không. Ăn được không em Cam? Chả giống kem gì cả. Ngon thế này mà bảo không giống kem. Kem ốc quế thế. Mất công tớ ngồi đây chờ cậu từ sáng tới giờ để ăn kem. Thế mà trộn toàn những cái đồ linh tinh thôi. Kem nó phải mát lạnh cơ mà. Xong nó phải đóng đá, đóng đông ý. Xong rồi kiểu cuộn vào ý, ăn nó mới ngon. Chứ mỗi cái quế kia thì ăn làm sao mà ngon được. Kem tự làm mà cậu đòi ngon như ở ngoài quán thì làm gì có. Bây giờ nếu mà cậu thích thì cậu thử làm đi. Làm cho tớ với em Cam ăn thế nào. Được rồi, bây giờ cậu nhìn tớ làm kem đây này. Em Cam đi làm kem cùng với chị không? Em có. Here we go. Em Cam cứ tin tưởng vào chị. Bởi vì tay nghề của chị hơi siêu luôn. Mà muốn làm được kem ý thì chúng mình phải có một chiếc máy làm kem. Lôi mãi không ra được. Nào em Cam lôi cùng với chị nào. 1, 2. Lôi mạnh lên em Cam. Đây. Một chiếc máy làm kem. Máy làm kem á? Đúng rồi. Máy làm kem tớ phải tưởng phải nó phải to như cái tủ lạnh. Chứ sao nó lại bé như thế này thì làm sao được kem. Thì chưa phát nặng nhỏ cũng làm được. Đúng rồi. Đây là máy làm kem mini à? Được rồi, để tớ thử bóc ra xem nào. Bóc cẩn thận mà hộp của tớ. Đây. Biết ngay mà. Cái hộp này thì để làm gì? Ui. Gì rơi đây? Một cái thìa. Đây á? Đúng đó. Rồi. Cái này đặt kem ở chỗ nào? Hình như cậu mua nhầm rồi Trang ơi. Này các cậu ơi, cậu mua thế này thì làm sao được kem. Ui, cái này trông như là một cái đĩa ấy. Sao lại có hai cái này để làm gì? Để xúc kem à? Thì Trang mua sai rồi. Rõ ràng tôi đặt máy làm kem mà tôi tưởng nó phải hình tròn tròn xong có nút bấm một cái là kem có thể tự chảy ra được ý. Đúng rồi, xong rồi, nó phải có ngăn lạnh để cho kem vào chứ. Nhìn cái này như một cái đĩa ấy. Để tớ xem nào, hướng dẫn sử dụng máy làm kem tại nhà. À đây này, người ta hướng dẫn đây này cậu ơi. Cái này phải cho vào trong tủ lạnh cậu ạ. Cho cái đĩa này vào trong tủ lạnh nhá. Đúng rồi, cho cái đĩa này vào trong tủ lạnh. Mà cho ấy không phải cho bình thường như này, úp như này không thôi thôi đâu. Mà chúng mình phải úp cái mặt này lại, cho vào trong tủ lạnh. Để ở trong tủ đá từ 8 đến 12 giờ. Xong sau đó bỏ kem này ra, đổ sữa chua và trái cây giống như vừa lúc nãy cậu làm ấy. Đổ sữa chua và trái cây lên cái mặt này này, xong dùng cái hai cái thìa này này dầm. Sau đó quậy kem lại là được luôn. À đúng rồi. Hôm trước tớ đi ở trên đường ấy, thấy người ta cũng đứng ở vệ đường, xong người ta cũng có hai cái này này, người ta làm như này. Đấy. Người ta quậy lại là ra được một cái kem như kiểu là cái ống đúng không? Đúng rồi. À thế đấy là món kem quậy Thái Lan đấy. Cái máy này là máy làm kem quậy Thái Lan à? Được rồi, thế thì bọn mình mau để cái này vào trong tủ đá đi. Lật cái khay làm kem này lại, mở tủ đá ra, cho vào đây. Tớ sẽ cẩn thận để 12 tiếng xong rồi tớ mới bỏ ra nhá. Đấy, cho vào đây. Đóng tủ lạnh lại. Wow. Anh
anh lấy con màu hồng này. Em thích con màu hồng. Em thích con màu hồng á? Thì anh lấy con màu vàng. Mà bạn Trang lâu thế nhỉ? Trang ơi, máy làm kem sắp xong chưa? Ui, lạnh lạnh lạnh. Sao đây, sao đây? Lạnh quá em Cam ơi. Ui. Tí nữa thì tay của tôi cũng bị đóng đá chứ cậu ạ. Cái này á? Ui, đừng nha, đừng chạm tay vào đây nha, không là ui ở đây, nó dính luôn cả tay vào đấy. Tớ thấy hướng dẫn sử dụng là để 12 tiếng ở trong tủ lạnh, nhưng mà tớ cẩn thận, tớ để tận 14 tiếng tớ mới lấy ra cơ. Nhân tiện hôm nay có chiếc máy làm kem, hay là chúng mình tổ chức một cuộc thi đi, thi xem ai làm kem ngon nhất, đẹp nhất. Thi thì tớ chả ngán ai bao giờ đâu, nhưng mà tớ với em Can đã biết cách làm đâu. Bây giờ với nguyên liệu như thế này thì mình sẽ bắt đầu làm như nào? Bây giờ tớ làm mẫu cho hai anh cậu nhìn một lần nhá. Đầu tiên là chúng mình thích cho cái gì thì cho. Cái này tớ là cái tớ gì? Tớ sẽ cho sữa vào. Sữa trộn với cả bích tí hoa quả. Đúng rồi, tớ chọn sẵn ở đây. Xong tớ sẽ cho ra đây, cho ra lớp bề mặt này. Đấy. À, chứ không phải là cạo cạo mấy cái trắng trắng này đâu. Mấy cái trắng trắng này là nước đấy em Can ơi, không phải là kem đâu. Đây, xong sau đó là dầm lên nè cậu ơi. Đấy, dầm chuyên nghiệp nhỉ. Đấy, băm thật lực vào. Nếu mà các cậu thích cho vị hoa quả ấy, như là cho dâu tây thì các cậu cho vào. Đây, tớ sẽ dầm một ít dâu tây vào nhá. Dầm hoa quả vào à? Con màu xanh. Dầm một nửa quả dâu tây nhá. Sao lại kinh? Đấy là kem mà em Can nói là kinh. Đấy. Dầm thật mạnh tay và trộn đều vào nhá. Bây giờ lớp kem của tớ biến đổi thành màu hồng rồi đây này. Đâu, thế xong như nào nữa? Đấy, sau khi chúng mình trộn đều rồi ý, thì sẽ dàn mặt kem. Dàn mặt kem ra. Miết nó ra. Đấy. Kem màu hồng mà. Kem đúng rồi, kem màu hồng luôn. Em thích ăn kem màu hồng. Mình phải dằm đều ra cơ, tôi thấy cậu dằm nó còn cái cục cục này, thế nên là không, sẽ khó miết. Tớ thích ăn cái cục đấy. Này, phải để nó hơi lợn cợn của vị dâu ấy, ăn nó mới ngon. Chứ còn dầm mịn ra thì ăn không ngon đâu. Đấy, à. Xong rồi các cậu sẽ chờ 5 phút. Chờ những 5 phút cơ. Đúng rồi. 5 minutes later. Lạnh quá, em Cam chưa sờ được đâu. Hình như sắp được rồi nhím ơi. Đang đóng thành kem rồi này. Không biết là đã quận được chưa nhỉ? Được rồi đấy. Bây giờ tớ sẽ quận lên nhá. Đây, bây giờ tớ sẽ chia chỗ kem này làm đôi ra nhá, để tớ quận nhá. Đấy, chia làm đôi rồi đây này. Đấy, em Cam từ từ, không lạnh, lạnh đầy lắm đấy. Ngon lắm á. Thế mà vừa lúc nãy em Cam lại bảo là kinh đấy, được ghê. Đây, từ từ để xem cậu làm thế nào nào. Ui, gửi hết rồi. Ấy, em để đấy. Cam từ từ. Em thích ăn kem. Được chưa? Đây này, cứng cứng rồi này. Ui, thế này thì cậu phải bỏ ra bát thôi. Đây, tớ sẽ để kem ra cái đĩa này nhá. Ui rồi kem bên Trang nè, nó bị tơi hết rồi. Thế này. Đây là lượt đầu, chưa có kinh nghiệm. Ngon á. Em Cam cứ ăn kem của tớ tấm tắc khen ngon. Đây là kem dâu tây đấy. Đấy. Quận này hơi bị vỡ các rồi, cậu ạ. Đây là thành quả của bạn Trang nhá. Trông đơn giản thật đấy. Được rồi, thế thì bây giờ tớ sẽ trổ tài làm kem ốc quế. Tớ nhìn là tớ biết cách làm rồi đấy. Nhưng mà làm như thế này á thì xấu quá. Bây giờ đến được anh. Anh trổ tài làm cho mà xem đây này em Cam ơi. Lần này anh sẽ dùng làm nguyên liệu để làm cái kem này là kem gì nhỉ? Kem ốc quế. Rồi, đầu tiên nhá. Bây giờ mình sẽ phải dằm một cái gì ra đã. Dằm một ít dâu tây này ra này. Dằm một cái miếng ra. Đấy. Băm 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 thật nhỏ ra này. Tớ sẽ làm nó ít ít màu hồng thôi. Sau đó đổ cái sữa này vào. Ê, cậu phải bỏ vào lớp cái màng, lớp màng này chứ. Thế mà tớ cứ tưởng. Đây. Đổ một ít sữa này vào. Đấy. Bạn nhím này hậu đậu thật đấy. Hậu đậu quá nhím. Chảy đầy ra chân rồi.
thế cậu ơi? Anh nhìn chân tớ bắt đầu mất kiểm soát rồi. Nó đông nhanh quá các cậu ạ. Bởi vì tớ để trong tủ lạnh quá là lâu. Không thể nào, mình lại làm xấu hơn bạn Trang được. Hồi xưa tớ nhìn thấy người ta làm ở trên mạng rồi. Đấy, cậu phải miết mỏng ra thì nát nữa quặn vào nó sẽ không bị vỡ như tớ rồi ngoại. Đấy, mà miết mỏng ra thì thời gian đợi nó cũng không phải lâu nữa cậu. Đúng ơi. Rồi, nó nhanh hơn, đây này. Đấy, rồi. Nèo, em Kem ơi, lau cho anh đi nhanh lên. Anh không có tay để anh lau rồi. Nếu mà anh dừng lại là kem của anh nó sẽ bị đông đá mất. Ui, làm cái này cũng khó đấy, phải nhanh tay đấy. Đúng rồi. Ủa, nó đông hết lại rồi này. Rồi. Cái cốc của tớ đâu? Bây giờ tớ sẽ chia nhá. Chia như thế này này. Đấy, như kiểu là thợ người ta làm ấy. Em lau xong cho anh chưa? Chưa anh ơi, anh bốc vây hết ra nhà rồi. Rồi. Kinh thắng. Kính gì mà kinh. Đây này. Cậu quật vào xem nào. còn vụn hơn cả tớ vừa lúc nãy cơ. Sao ở quán người ta cuốn được nhiều thế nhỉ? Mình lại không cuốn được. Đây, sau đó tớ sẽ cho vào đây. Đấy, xong rồi tớ sẽ trang trí bằng cái này này. Cắt lấy một lát dâu tây xẻ ra này. Sau đó cắm vào cốc kem. Như thế này này. Đây này, cậu nhìn thấy chưa? Trông kiểu như giống cái cốc tai ấy. Nhưng mà cái này á, phải bỏ vào tủ lạnh ngay. Nếu không là nó sẽ chảy đấy. Để tớ bỏ vào tủ lạnh đã nha. Em không thích ăn dâu tây. Nên lát nữa em sẽ cho hạt cúng. Rồi, em làm cái gì thì em làm. Miễn là em làm đẹp mà được. Đều quý. Nhìn em Cam làm, tớ đang liên tưởng đến cái người làm mà gọi là bánh cuốn cậu ạ. Bánh tráng cậu ơi. Em ơi, em đang dính cả vào tay như tớ đây này. Thôi em Cam làm nhanh lên, không là nó đóng đá vào bây giờ đấy. Ui rồi thôi, thế này thì có mà vừa em làm dính cả đầy mồm. Vừa ăn hết cả kem. Bình thường của bọn anh là phải có dâu tây này thì mới dằm ra, chứ còn của em cái này chỉ cần miết ra thôi. Đấy, đúng rồi, miết ra, giữ thật chắc vào. Đấy, miết thật mịn ra. Bạn Cam mà làm như thế này á, đảm bảo còn chả làm được kem ý. Làm làm sao được? Vừa làm vừa ăn nát nữa, có khi là không còn kem nữa cô ạ. Anh chị cứ để yên để em làm, đừng tao áp lực cho em. À, nó sắp đâm rồi. Ồ, đúng rồi. Cái kem của em Cam nó đang chuẩn bị đông rồi này. Ly đâu, ly đâu. Đây, ly đây, nhưng còn có cả người phục vụ nữa đây này. Ở đây để anh hỗ trợ cho. Này, phải miết thế này, miết thế này này, nó mới đẹp này. Đấy, em phải miết như này xuống, hiểu chưa? Nó đang cứng chuẩn bị thành kem rồi đấy. Ồ, chỗ này nó cứng hết rồi này. Ui, ui rồi, được rồi, cho vào ly đi. Ui rồi. Đây, cho vào ly đây. Rồi. Kem của em Cam. Thế này thì có mà tớ giành chiến thắng rồi. Nào, tiếp đi, đẩy tiếp đi. Được rồi. Đây. Rồi. Đây đây đây, để anh. Nhanh nhanh nhanh, không nó tan chảy hết rồi kìa. Rồi. Đây để anh lại cho vào ly cho. Được rồi đấy. Tiếp đi ca, còn một ít đây, ở đây nữa này. Cố lên. Ui. Được rồi đấy. Đây. Rồi, thế xong em làm gì nữa? Xong em bóp hạt cốm vào. Đây, hạt cốm đây. Ui giời. Để đây anh hỗ trợ cho nhanh không? Kem của em nó lại chảy hết rồi đây này. Đấy, rắc đi, hạt cốm đây. Được chưa? Được rồi đấy. Đâu, để anh xem thành quả của em Cam nào các bạn ơi. Cùng nhìn thành quả của em Cam này. Ồ, cái này nó lại chảy ra hết thành nước rồi này. Nhưng mà được cái là trông cái này nó màu sắc cậu ơi. Bây giờ tớ sẽ làm lại mẻ cuối cùng của tớ. Chắc chắn là tớ sẽ làm đẹp và ngon hơn hai anh em nhà cậu. Đấy, lần này làm lần hai là sẽ có kinh nghiệm hơn rồi. Nó đang sánh lại rồi đây này. Trộn đều, trộn đều. Xong lát nữa tớ sẽ rắc hạt cốm lên.
và bành dâu tây vào. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho số kem của tôi ra đĩa nha. Đấy. Cho hết kem ra đây. Xong sau đó, tôi sẽ trang trí một lớp dâu tây lên xung quanh. Đấy. Xấu gì? Của chị đẹp hơn của em Cam ấy. Em Cam thử là mang cái hộp kem của em Cam đây xem nào. Ly kem của em Cam đây xem nào. Xấu hơn của chị là chắc. Em ăn kẹo cốm đây này. Đây. Xong đó là chị cũng sẽ rắc kẹo cốm lên. Của chị xấu. Của chị đẹp. Không, của chị xấu. Đấy, rắc kẹo cốm lên. Cậu xong chưa? Bọn tớ đợi cậu lâu lắm rồi đây. Bây giờ bọn mình mang kem của mình ra xem kem của ai đẹp nhất đi. Tên đây các bạn ơi, xem đây là kem của em Cam này. Kem của em Cam bây giờ nó ở trong một cái ly như này. Còn đây là hai que kem cốc của tớ. Còn đây là kem của bạn Trang. Mọi người thử xem kem của ai là người đẹp nhất nào. Đây, tớ để kem của tớ ra đây. Đâu em Cam, theo em Cam thì kem nào là kem đẹp nhất nào? Anh thì thấy kem này mới là đẹp này. Các cậu nói kiểu gì? Kem của tớ đẹp như thế này mà các cậu bảo kem của tớ xấu nhất. Theo tớ cái phần thi này nó khó có bằng lắm. Bây giờ em Cam thì bảo kem của em Cam ngon hơn, tớ thì lại thấy kem của tớ mới là đẹp nhất, cậu thì lại bảo là của cậu đẹp nhất. Tốt nhất bây giờ kem của ai người đấy ăn. Đúng rồi đấy, em ăn kem của em. Đúng rồi đấy, kem của ai người đấy ăn. Chị sẽ ăn kem của chị. Ngon thật đấy. Đây này, ăn cả dâu tây nữa. Như thế này này. Nó lẫn cái vị cốm, ăn ngon ơi là ngon. Nè Cam ơi, vào đây chọn thạch đi xem nào. Ôi ôi, ở đây nhiều thạch thế. Nè Cam ơi, có cả cái thạch hình tròn này. Xong lại có cả cái thạch túi, mà thạch nhỏ nhỏ này, thạch vị hoa quả này, quả dứa này, quả táo này. Còn gì đâu, ở đây còn có cả thạch con cá heo này, cá ngựa này. Ui, đây nhiều thạch thật đấy. Hôm nào mình có tiền mình lại đi mua tiếp. Ôi, chính là cái này còn có cả thạch que này. Nhiều thạch chưa? Đây, nhiều thạch chưa này. Em chọn thạch màu gì? Ở đây có thạch màu hồng này. Em lấy thạch... em lấy màu hồng được rồi. Thế thì anh sẽ lấy màu tím luôn. Ôi, cả mấy cái thạch dài dài này. Nhưng mà mình không đủ tiền đâu, mình chỉ đủ tiền mua hai cái này thôi. Thôi được rồi, đi về thôi. Người đã thấy cái mùi khoai môn này rồi. Của em là vị gì đấy mà lại màu hồng? Vị quả đào. Đây này, quả đào đây này. Bây giờ anh em mình cũng bóc ra đi. Bóc được chưa? Ấy là giỏi phết nhỉ. Đây này, thạch này á, ăn hơn rồi. Luôn. Không ăn được đâu, Cam ơi. Cái này sao em lại không đậu thế? Mỗi cái thạch này làm rơi mất rồi. Ui giời ơi các bạn ơi, em Cam hậu đậu thật đấy. Thế mà lại định nhặt thức ăn. Anh bảo nhá, cái thạch của nó là rơi xuống đất rồi. Đây này, là nó dính hết những cái bẩn vào thạch rồi. Không phủ được đâu, thôi ăn chung với cái này của anh thôi. Bắt từ để cho cái thạch này nó nhô dần dần lên. Xong là ở phía dưới này, mình vẫn phải giữ một phần. Thì là nó mới không rơi được, em nhớ chưa? Đấy, sau khi... Đau rồi. Ui giời ơi. Vừa nói với em Cam xong, bây giờ lại bị rơi mất cái thạch này rồi. Ui, tớ không cố ý đâu, tớ chỉ định ra, tớ dọa hai anh em cậu thôi. Tớ đâu biết cậu đang cầm cái thạch ở trên tay. Vừa nãy em Cam đã làm rơi mất một cái thạch rồi. Bây giờ bọn tớ đang định ăn cái thạch thứ hai thì cậu lại làm rơi mất rồi. Đây này, bây giờ làm gì có cái gì mà ăn. Hai cái này tớ với em Cam tích tiền đi nhặt sắp vụn mai mới mua được đây. Ui giáo ơi, có mỗi hai túi thạch này. Thạch này á làm cực kỳ đơn giản luôn. Các cậu thích ăn thạch chứ gì, làm cho mấy xong thạch luôn chứ. Thạch này nó bị thì ăn bõ bèn gì. Thạch này làm sao mà cậu làm được? Cái thạch này nó còn có cái hoa quả nhá, ăn nó dai dai giòn giòn thì cậu làm sao mà cậu lại làm được mà đòi ăn mấy xong. Thạch này làm cực kỳ đơn giản luôn, các cậu không tin à? Không có tin chị Trang làm được thạch không? Có tin á? Thế thì cậu làm thạch như nào? Tớ, cậu thích ăn thạch loại hoa quả gì nào? Em ơi, em thích ăn thạch hoa quả. Em thích ăn thạch dưa hấu. Dưa hấu á? Dưa hấu làm được luôn.
Thế thì gia vị hoa quả nhá, loại nào cũng làm được. Tớ thì ăn mận, ăn vải. Ui mấy cái đấy á, tớ làm đơn giản luôn, loại nào tớ cũng làm được nhá, chôm chôm nhá, cốc vải nhá, nhãn nhá, các cái loại nào mà có màu ấy thì làm thạch sẽ cực kỳ đẹp luôn. Cái gì cũng làm được thạch. Đúng rồi, bây giờ tớ sẽ đi mua bột làm thạch nhá, còn các cậu sẽ kiếm hoa quả để làm màu nhá. Được rồi, hoa quả thì đơn giản, đi em Cam. Anh em mình đi kiếm hoa quả thôi. À, bây giờ để anh dọn cái chỗ này vào đã, cậu đi mua đi. Các bạn ơi, ở đây tớ phát hiện ra có rất nhiều đồ làm thạch đây này. Để làm được thạch thì chúng mình phải có bột rau câu. Ôi, ở đây có nhiều loại bột quá, không biết chọn loại bột nào. Để tớ xem nào, à đây rồi, đây rồi. Cái loại này được không nhỉ? À đây đây, có loại cá heo này. Con cá heo này chắc làm thạch sẽ ngon lắm đấy. Tớ sẽ dùng loại bột cá heo này nhá. Ở đây còn có cả bột rau câu pha sẵn đây này. Nhưng mà tớ sẽ lấy cái loại này về nhà, tớ sẽ tự làm màu từ các loại quả. Bây giờ tìm được bột rau câu rồi, chúng mình sẽ đi tìm Khuân làm thạch. Ôi, em Cam bảo là con này làm thạch có ngon không nhỉ? Con này là con tôm hùm, con này không làm thạch được đâu em Cam ơi. Con này chỉ hấp lên ăn thôi. Đâu, vườn nhà mình hôm trước có mấy cái quả gì chín chín ấy nhỉ Cam nhỉ? Đâu, ui, có quả nó vừa còn rụng xong kìa. Đây, những quả này xanh mình chưa ăn được đâu Cam ơi. À, đây, có quả chín này. Có 2 quả chín. À, có 2 quả chín này rồi, anh bế em Cam đây. Em Cam, lấy cho anh nào. Một quả nào. Ui, khéo chứ. Đây, để anh lấy cho, tay dài, đây này. Rồi, nào. Lấy đi, anh bế em lên rồi. Một quả nữa này, bỏ vào giỏ đi. Còn quả nào nữa không nhỉ? À, đây, 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 đây. Quả chín ở đây nữa này. Ui, quả này trông mọng đấy, ngon đấy. Xem nào. Ái chà, được một quả nữa rồi. Vừa nãy anh nhìn thấy có một quả nó chín nó rơi ở đây này. Nó rụng xuống đây rồi. Ui, quả này vừa mới rụng xong, vẫn còn tươi, vẫn còn tươi, vẫn còn ngon luôn. Đi về rửa đi. Đây. Đấy, em bỏ vào giỏ đi. Đi. Ê, à, đúng rồi. Hôm trước anh nhớ ở ngoài bờ ao còn một cây vải nữa vẫn còn quả. Anh em mình ra chảy vải đi. Cầm lấy quả này này. Ui, cao lên. Đấy, ở dưới nhá. Anh nhìn thấy còn trên này còn mấy quả nữa. Đây nữa này. Úi giời. À, ở đằng này còn mấy quả nữa cơ. Này Cam ơi, anh nhìn thấy ở phía trước có con gì kìa. Đây là một con gà mẹ đấy. Con gà mẹ này chắc chắn là nó đang chuẩn bị đẻ trứng đấy. Bạn Trang mẹ nói là làm thạch từ quả gì cũng được. Thế thì anh em mình đang thiếu quả, mình sẽ làm thêm từ quả trứng nhé Cam nhé. Trứng thạch trứng chắc là ngon lắm, mình chưa giờ được ăn luôn. Ô, kia, từ 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 từ, con gà nó chuẩn bị đi rồi kìa Cam ơi. Chờ nó đi xong mình sẽ ra mình lấy trứng nhé. Đi đi, nó đi rồi kìa. Ôi đâu, xem nào, được có một quả đấy à? Thôi rồi, một quả cũng được. Quả này để xem bạn Trang làm thạch xem nó sẽ ra cái vị gì nhé. A few moments later. Đi từ sáng tới giờ mà vẫn chưa thấy mua được đồ về. Trong khi đó, mình với em Cam chuẩn bị hết đồ rồi đây. Bao nhiêu hoa quả để làm thạch luôn. Đâu về thế? Ai nhắc tớ đấy, có tớ đây. Ui giời ơi. Tớ phải đạp xe ra tận ngoài Hà Nội, ngoài trung tâm Hà Nội thì mới mua được đấy. Đâu, cậu mua được những cái gì đây nào? Tớ mua được 2 cái khuôn nhá. Và 3 túi bột làm thạch rồi nhá. Ui. Đấy, đây này. Túi bột rau câu dẻo đây này, chỉ cần đổ bột này vào và cho hoa quả vào là chúng ta có thể làm ra rất nhiều thạch rồi. Đây này, thạch này. Mấy cái này là thạch hình người là khuôn đấy. Thạch hình bông hoa này, thạch hình con sò này, thạch hình vuông này. Xem hoa quả hai anh em nhà cậu chuẩn bị xem nào. Đấy, đây là mận nhá, đây là vải nhá. Em Cam thích ăn cả chuối này, xong còn có cả trứng gà nữa đấy nhá. Trứng gà thì chỉ làm bánh thôi chứ làm sao mà làm thạch được. Tớ tưởng cậu bảo là cứ lấy quả gì là cũng làm được. Thế cái này cũng là quả trứng gà còn gì nữa. Trứng gà là trứng của con gà, còn hoa quả là những cái quả hái từ trên cây. Những cái quả hái từ trên cây ra thì mới làm được. À thế à? Đúng rồi. Thế mà tớ cứ tưởng thế này, tớ bảo em Cam đi 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 tìm cả trứng gà về đấy. Mà muốn làm thạch đẹp nhá, các cậu phải chọn lại những cái quả mà nó có màu sắc rực rỡ để lên thạch nó mới đẹp được. Màu sắc rực rỡ như kiểu màu đỏ này chứ gì? Đúng rồi, màu đỏ hoặc màu vàng. À thế à, được rồi. Là trước khi để làm được cái thành phẩm này chúng mình phải đeo tạp về vào đã, để cho quần áo chúng mình khi mà ép nước hoa quả ra quần áo chúng mình sẽ không bị bẩn các cậu ơi. Đấy, đây là một cái mũ đầu bếp nhá. Đấy, khi nào làm cái gì là mình phải có mũ đầu bếp mới hay. À, một cái tạp về để không bị bẩn quần áo. Đấy, đeo vào như thế này này. Đeo cái này vào trông như đầu bếp thật đi cậu ạ.
Trông xịn xò phô mai que chưa? Có cảm giác đầu thế này. Đây là đầu bếp thật đấy. Đầu bếp thật à? Tớ chưa ăn của bạn Trang, tớ không biết là liệu là thật hay không. Đây, còn cái mũ này là của cậu đây, cậu đeo đi. Tớ cũng có mũ cơ. Đúng rồi. Cậu phụ cho tớ thì cậu phải đội mũ vào. Không là nước hoa quả nó bắn lên đầu thì bẩn hết đầu đấy. Đấy, chà, đấy. Rồi, em Cam bây giờ ngồi đây trông hai cái khay này nhá. Để anh với chị Trang vào ép mấy cái hoa quả này ra thành nước để mang ra đây làm thạch nhá. A few moments later. Bột rau câu nóng hổi đến đây. Đấy. Wow. Đây là bột rau câu nhá cậu ơi. Xong bây giờ sau mình sẽ đổ vào những cái bát màu này đúng không? Đúng rồi, để cho cái bột thạch rau câu của chúng mình nó sẽ có màu các cậu ơi. Rồi, đổ đi. Wow. Nước cam nhá. Nước gì đây? Đây là nước dưa hấu này. Đúng rồi, nóng đây em Cam ạ. Nên em Cam ngồi xa ra nhá. Cái này chỉ có anh với chị Trang làm thôi. Đầu bếp làm nước thôi. Nước mật này. Ui, cậu cho nhiều nhiều đầy bát vào để ăn cho nó thoải mái cậu ơi. Đây, em Cam cho mỗi một cái vào một màu nào. Đấy, cho sơn nhiều vào. Em Cam thích ăn màu nào nhất nào? Em Cam thích màu nào? Sơ khấu. Em màu sơ khấu à? Ok luôn. Ok luôn. Ồ quên, mình sẽ đổ một nửa nó, một nửa kia, tí nữa ra nó sẽ pha màu trông nó mới đẹp cậu ơi. Đấy. Em Cam cho topping vào đi, cho topping lên trên đi. Đây. Đây để tớ cho. Đây cho cả em Cam cho Phúc Anh nữa nha. Đấy đúng rồi, em gạt vào. Rồi, bên này nữa Cam ơi. Đây. Đấy, em cho vào cả cái này đi, cái này nó còn đang ít màu này rồi, đúng rồi. Ôi, đấy, em Cam thấy hai khuôn thạch này trông hấp dẫn không? Ui, bây giờ chúng mình sẽ để vào tủ lạnh, chờ một tiếng đồng hồ nữa chúng mình bỏ ra là ăn được luôn rồi các cậu ơi. Để vào tủ lạnh ngăn mát hay là ngăn đá hả cậu? Để vào ngăn mát cậu ạ. A few moments later. Thạch đến đây. Ơi, thạch đây. Ui, nó đông chưa đấy? Sao tớ trông nó vẫn như kiểu nước ấy cậu? Nó đông rồi cậu ơi, đây này. Đấy, đông hết rồi này. Đông hết rồi này, bây giờ tôi sẽ cho các cái thạch này ra nhá. Rồi, bọn mình sẽ cho hết ra đĩa đi xong ăn sau. Trông nó mới có hình. Đây. Một viên này. Wow. Hai viên này. Đấy. Đây là viên vị cam này. Ba viên này. Ui cậu ơi. Cái này là nó ở trên mặt đấy, vừa đấy mình cho mình không dìm nữa, phải dìm bên trong như này. Phải dìm như này thì nó mới trong suốt như này cậu ơi, đúng không? Đúng rồi. Thôi cậu cứ cho hết ra đi, kệ đó. Tập miệng ngon đấy. Ui, ngon quá là cái sắc rồi. Có vẻ ngon, chị mà đã làm thì có gì thành công luôn. Ui, thế cái này riêng một cái này nó đã bằng một khối thạch của tớ rồi. Đúng thế rồi. Này, cái hồ mà ăn thạch cậu ơi. Sao mà muốn ăn thạch thì cứ gọi tớ. Đây này, thạch hình bông hoa này, các cậu nhìn thấy chưa? Đúng rồi, hình bông hoa hướng dương hay sao ấy. Đây là hình bông hoa. Thế còn đây là bông hoa hồng này. Đúng rồi, bông hoa hồng. Mấy bông hoa cơ. Nhiều quá các cậu ơi. Đây. Ôi cái thạch màu tím này trông lạ nhỉ. Thạch quả mận đấy. Mận nó lại ra màu tím đậm thế này luôn. Đúng rồi, bởi vì tôi ép nhiều. Nhiều thế. Wow. Cam ơi, bây giờ em thích ăn cái thạch nào nhất nào? Em thích ăn thạch này. Thạch màu đỏ thạch dưa hấu của Cam thì được rồi. Bây giờ Cam sẽ lấy cái dĩa này Cam xiên vào thạch đi xem nào. Đấy, rồi. Ui. Xong phải ngửa lên luôn nhá, ngửa lên. Ui, em Cam mãi không lấy được ạ. Bởi vì cái viên thạch này nó to quá các cậu ơi. Nó trơn quá nữa, đấy. Bây giờ ăn như kem không? Em Cam thử thưởng thức đi xem có ngon không? Ngon không em Cam? Ngon lắm. Ngon lắm á. Nào em Cam há mồm ra, chị đút cho em Cam một miếng nào. Chị đùa đấy. Há mồm ra, đút lại một miếng nào. Em Cam ngửi thấy mùi gì không? Mùi gì sai thế nhỉ? Ui trời ơi. Hóa ra là cái con chó chị nhà mua Cam ơi. Con này đứng đây nó tè. Chết thật đấy, chị đã dạy bao nhiêu lần rồi. Tè phải đi vào nhà vệ sinh chứ ai đi tè ra ngoài đường như này. Ôi cái con trâu này, tao bị ngã ở đâu mà bẩn thế này cứ chứ này. Mèo ơi, trên người toàn là bùn thôi. Trời chắc là lại ra mấy cái hồ, mấy cả mấy cái đầm kia gì xong rồi ngã xuống đấy đúng không? Bẩn hết cả người rồi. Ôi trời ơi, mùi quá, em Cam có thấy mùi không? Có à, con chó chim mua này, đi ra chỗ khác chơi nhanh lên. Ô, sao ở kia có cái con chó nào? Nó lại cứ chạy ra nó cắn con trâu của mình nhỉ? Này con chó mấy kia, con chó kia. Cho bé tị như này mà lại dám ra trêu cả đàn trâu của mình. Nó mà húc cho bây giờ nó bay lên trời đấy nhá. Chị há mồm ra em đút cho chị. Lại còn đòi chị há mồm ra em đút cho chị. Khiếp, hôm nay em Cam lại ngoan thế không biết.
Thằng một to lắm rồi này. Ấy ôi mà. Lại học theo chị. Ô, cái con chó nó cắn ở đâu ấy nhỉ? Nghe tiếng cắn nghe to lắm em Cam ơi. Ở gần đây. Đây là con chi hua hua nhà tớ đấy. Con chi hua hua là cái con gì? Là con chó cậu ơi. Chó cậu mới mua đấy. Con này nó ghê, nó đánh đá thật đấy. Con này ra nó bắt nạt trâu này cậu à. Mùi gì đâm đấy nè. Thôi, thôi cậu ra cậu bắt ngay nó về đi. Chứ không trâu nhà tớ nó mà chơi chán á, nó cục xúc lên, nó móc cho một cái sừng vào thì nó bay tiêu đời luôn con chó này. Ra cầm về đi như này, đừng để cho nó lang thang ngoài này nữa. Help me, help me. Somebody help me. Ui, mệt quá. Cái con chó của cậu, nó nghịch thật đấy. Mà cậu bảo em Cam đi cùng cậu cơ mà. Hôm nay cậu bảo em Cam ngồi đây chờ tớ mà. Tớ ra tớ đuổi con chó mà. Vẫn còn bình nước của em Cam đây này. À, ôi giời ơi, em Cam hiếu động quá, chạy đi đâu chơi thế? Em thích hamburger lắm, nhưng mà nó chạy nhanh quá. Hamburger lại qua đồng này mà lại còn chạy nhanh nhá. Lạ nhỉ. Nó ở đâu hả em Cam? Ở đằng đấy á. Ừ. Ui, mẹ có hamburger biết chạy ở ngoài đồng cơ à. Để chị ra xem nào. Ô, này Trang ơi, em Cam nói đúng thật. Ở trước có một cái hamburger, nó cứ đang đứng nhảy kia. Nhưng mà cái này nó có chân, chắc nó chạy nhanh đấy. Bây giờ tớ một hướng, cậu một hướng, hai đứa ra ập lại để bắt cái hamburger này nhá. Được rồi, để tớ đi hướng kia, cậu đi hướng này nhá. Ok. Đi. Đừng cho nó chạy nhá. Hai ba. Yeah. Bây giờ đây rồi, nó bắt được nó rồi. Đấy, cậu thấy tớ thông minh không? Chia làm ba hướng là nó không chạy được đi đâu nữa. Bây giờ nó nằm gọn ở trong cái thúng này của tớ rồi này. Em Cam thử mở ra xem nào. Nè, từ từ thôi. Không là nó chạy mất nha. Bây giờ anh mở lên cái, xong em Cam phải bắt lấy nó luôn nhá. Nào. Bắt được nó chưa? À. Đây rồi, đây rồi. Được rồi, đây là anh cầm cho. Đi nữa đi. Cái này vừa làm xong, thơm nước vui luôn này. Ba người mà có mỗi một cái bánh hamburger như thế này thì ăn thế nào các cậu ơi? Cái hamburger này á, bình thường tôi thấy ở ngoài quán ấy là người ta bán cùng như kiểu là khoai tây chiên rồi là thịt gà. Đúng rồi, thịt gà chiên giòn ấy. Đùi gà rán, đúng rồi. Hay nhím ơi, chuyện thẻ đang ở ngoài đồng. Chúng mình đi tìm con gà nào xung quanh đây. Đem về nướng đi cậu ơi. Ok luôn, thì bây giờ tạm cất cái hamburger này đi đã. Sao bọn mình đi tìm gà nướng đi. Đi. Hôm trước tôi thấy ở cái sân này này có nhiều gà lắm. Gà á? Sao hôm nay không thấy con nào nhỉ? Đây, tớ thử đi vào cho mà xem chân là có gà trong này không. Ôi, Trang ơi, Trang ơi. Ui, Trang ơi. Vừa lên tôi thấy con gà trong này này. Hình như có một con gà trong đầu tớ này. Thôi, con gà này nhìn ơi. Nè. Mình đang cần tìm con gà. Thế nào mà con gà nhưng... hay nhảy lên đúng đầu cậu nhỉ? Mà cậu ơi, hình như con gà này nó đang ấp trứng thôi. Nó tưởng là đầu cậu nó quả trứng, thế nào nó mới nhảy lên nó định ấp đấy. Vừa đây, cậu chụp lên nó đi. Ok, cậu giữ nguyên tư thế nhá. Ngồi im đấy nhá, tớ ra đây. Chụp lên đầu ấy. Ui. Được. Cuối cùng bắt được con gà rồi. Nó vẫn ở trong đây này Cam ơi. Đấy ui nó còn vẫn còn đang dây ở trong đây này. Này cậu ơi. Ôi giờ mình làm món gà nướng hay là gà rán? Tớ nghĩ là mình làm cả hai. Một nửa nướng, một nửa chiên phồng, chiên giòn như kiểu gà KFC ấy cậu ơi. Thế thì bây giờ tớ cứ đi tớ nướng trước. Xong rồi tí nữa mình lại mang cái đấy đi rán nhá. Ok. Úi giời, hôm nay là có món gà ngon rồi nha. Em Cam mang củi về cho anh đấy ạ. Được rồi, thế để anh nhóm lửa lên đây. Đây này, con gà vẫn ngồi ở trong này này. Bây giờ em ngồi em giữ con gà đây. Để anh ra anh nhóm lửa nhá. Nào. Bây giờ sẽ nhóm lửa nhá. Lửa lên rồi. Được rồi, bây giờ mang gà ra nướng thôi. Nào. Anh ngửi thấy mùi, bắt đầu thơm thơm rồi đấy Cam ơi. Ôi giời ơi. Anh em nhà cậu nướng gà xong chưa? Lâu thế. Đấy, chờ mãi. Mà tớ đang nướng đây này. À, nó ở trong đống lửa này á. Đúng rồi, nướng phải được một lúc nữa. Mọi người thấy mùi thơm chưa? Tớ chưa, tớ đang nhìn tầm mũi cậu ơi.
Cam ngửi thấy mùi gì đâu. Cam ngửi thấy mùi thơm chưa? À, thế là chắc là chín ở đây. Để tớ thử bới bới nó ra xem nào. Yên, ngồi yên không đảm bảo đấy em Cam. Ôi, cái gì đây? Nó vừa chạy ra kìa. Sao con cào không biết chạy? Gọi cho nó đi. Quá lạ nhỉ. Cái con gà này làm thịt rồi, nướng lên rồi mà nó vẫn chạy được kìa. Giỏi thật đấy. Con gà này, các cậu ơi nhìn kìa, nó lại còn không sợ, nó đứng nó nhảy múa cơ. Được rồi, em Cam sẵn sàng chưa? Hai chị em mình đem cái mẹt ra để vồ con gà này nhá. Ui, hai chị em cậu đã bắt được cái con gà đấy chưa? Không quá. Cậu ơi, hai chị em thử, mỗi người vồ được một cái cánh của ông ơi. Thế vẫn còn phần đùi, phần người nó chạy hết rồi. Thì giới ơi, cái con gà nướng lên rồi, thế mà vẫn để cho nó chạy được mất. Chán thật đấy. Đâu xem nào, em Cam vồ được một cái cánh à? Cánh ngoan nhỉ. Thế này, thôi được rồi, hai cái cánh này với cả cái hamburger vừa đấy. Thế là về tổ chức tiệc được rồi đấy cậu ơi. Thế nhưng mà tớ thấy hình như vẫn còn thiếu cái gì ấy cậu ạ. Vẫn còn thiếu đồ uống, Coca với Pepsi đấy cậu ơi. Bây giờ chúng mình đi vào siêu thị mua đi. Xong rồi về nhà em Cam tổ chức nhá. Ok, về chiến thôi. Em Cam ơi, vào đây này, nước ngọt ở trong này này. Đâu, chỗ nào? Đây. Ồ, đây này cậu ơi. Đây, ở trong đây này. Nước gì cũng có luôn. Wow. Pepsi, Pepsi cậu ơi. Coca. Pepsi có hình con rồng này. Cậu uống Coca là Pepsi. Coca tớ nghĩ là không ngon đâu. Thế thì uống 7 Up nhá. Ồ, có cả cái chai Coca bé bé này này. À, Coca mini. Đây, em Cam có thích loại này không? Đây, em Cam bé uống Coca bé này này. Đấy, à, em Cam uống loại này à? Thôi rồi, thế thì lấy những cái này đi. Ui, thơm quá. Wow, thành quả buổi chiều hôm nay của chúng tớ đây các cậu ơi. Đây, cái đồ này. À, nước á. Đây, đây, nước, em Cam chọn nước này. Tương ớt này. Tương ớt với cả tương cà. Em Cam ăn tương ớt hay tương cà? Đây, tôi sẽ bóp tương ớt ra đây nhá. Rồi, bạn nhím bóp còn tương cà ra đi. Tương cà này. Rồi, bây giờ mỗi một người chọn cho mình một loại nước. Tớ sẽ lấy nước 7 Up. Tớ sẽ lấy cái Coca Cola nhỏ nhỏ xinh xinh này này. Còn em Cam sẽ uống nước Tào. Đây, đây, nhìn mở nắp anh rót ra cho ạ. Wow. Nhìn này, wow, 7 Up uống ngon lắm các cậu ơi. Đây, còn tớ uống Coca Cola. Chai này trông siêu nhỏ luôn. Ngon thật đấy. Em Cam thử uống vị này đi, xem thích không. Rồi, còn bây giờ có hai cái bánh gà và một cái hamburger. Các cậu chọn cái nào? Em Cam ăn cái nào cho em Cam lúc trước. À, em Cam ăn hamburger ấy. Em Cam cầm chắc vào. Em Cam ăn hamburger đi, xem ngon không? Ui. Có ngon không Cam ơi? Không cắn, không dứt được răng ra. Ui, ngon quá, không dứt được răng ra. Thế nhà tao ở đây rồi á. Tớ sẽ ăn cái cánh gà này xem nào. Nhưng, cậu phải chấm tương ớt vào. Tớ chấm tương ớt. Gà này, con gà này nó chạy khỏe, người nó dai lắm cậu ơi. Đây là nó săn chắc, ăn ngon không cậu? Ăn ngon lắm. Em Cam thấy ăn hamburger có ngon không? Rồi, bây giờ còn cái cánh gà này là của tớ nha. Tớ sẽ thử ăn, xem có ngon không. Wow, thơm quá các cậu ơi. Ăn là ngon luôn, hôm nay mình đi mình kiếm được con gà này ăn ngon thật đấy. Công nhận. Này, cậu ơi, hay là mai chúng mình lại ra đồng tìm gà mới tìm hamburger để bắt tiếp đi. Hạt riêu à? Được rồi, mai tớ lại đi chăn trâu, xong tớ sang tớ gọi hai chị em cậu nhá. Ok, em Cam có đi không? Wow, hôm nay cửa hàng bánh mì toàn những loại bánh mà tớ yêu thích thôi. Bánh ngọt này, bánh mì cua này, bánh pizza, lại còn có cả bánh donut nữa. Bánh này ăn ngon lắm. Phía trên của nó được rắc sô-cô-la và hạt cốm. Wow. Ăn ngon ơi là ngon. Mình phải mua một cái mới được, lấy tiền ra nào. Rồi mãi mới ra được. Còn mỗi 2.000 thôi. Như thế này thì không đủ mua bánh rồi. Leo, em có tiền đây mày. Cô bán bánh ơi, bán cho con một cái bánh bằng thật to. Trời ơi, em Cam mua được cái bánh gì mà ngon thế? Cho anh xem một tí thôi. Ê, xem một tí thôi mà. Đây là bữa ăn sáng của em đấy. Nhưng mà bánh này trông ngon thế. Màu vàng này, xong lại có cả sô-cô-la màu đen. Trên mặt lại còn có cả kẹo cốm nữa. Cho anh xin một ít thôi. Được rồi, một ít thôi nhá.
Đây gì à? What the hell? Ui giời ơi, cái bánh to như thế này mà cho được mỡ một mẩu như thế này. Ăn chả bo gì cả. Xin từ nãy đến giờ cũng chỉ được một miếng nhỏ như thế thôi đấy. Em Cam có cho đâu. Hôm nay tớ ra hàng bánh, tớ cũng định mua bánh vòng như của em Cam này này. Thế nhưng mà mở túi ra lại còn đúng 1.000, không đủ để mua cậu ạ. Tại cậu cứ hay mua đồ chơi mới cả đồ ăn vặt, thế nên mới hết tiền để mua bánh chứ gì. Tớ thì sáng nay tớ lại mua cái khác ăn rồi, nhưng mà về nhìn thấy cái của em Cam thế này trông ngon thế, biết thế tớ cũng để dành tiền tớ mua bánh như của em Cam này. Mời các anh chị để cho em ăn đi. Cái bánh vòng này tớ nhìn trông làm cũng đơn giản đấy. Hay là chúng mình tự làm đi. Tớ có nguyên liệu để làm bánh không anh? 5 minutes later. Một hộp có đầy đủ các nguyên liệu để làm bánh cậu ạ. Và tớ còn có 2 chiếc khuôn để làm bánh vòng đây này. Một chiếc khuôn màu đỏ và một chiếc khuôn màu xanh lá cây. Nhưng mà cái bánh vòng này của chúng mình mà tự làm ấy thì sẽ không được to như cái bánh của em Cam đâu. Không được to như cái bánh. Ôi. Em Cam ăn bánh mẹ để lại thế này á, nhìn như là con chuột gấp ấy. Bánh của chúng mình nó sẽ chỉ nhỏ xinh xinh như thế này thôi. Nào để thử mở cái hộp này ra xem nào. Wow, xem bên trong cái hộp này nó có gì. Ôi, Nhím ơi, đây là túi bột à? Một túi bột. Wow. Và một túi men, nhưng mà thiếu sô-cô-la mấy cả hạt cốm thôi ạ. À. Sô-cô-la để tưới lên cái mặt bánh như thế này á? Đúng rồi. Chết thật, nếu mà bị thiếu sô-cô-la mấy cả cốm thì làm sao mà làm ra được chiếc bánh vòng? Tớ có đây. A few moments later. Ở đây tớ có sô cô la dạng thanh mới cả dạng bột, mới cả còn ít kẹo cốm hôm trước ăn vẫn còn cậu ơi. Cái này tớ nghĩ là làm được đấy. Đây này, đây là bột sô cô la đấy. Có cả sô cô la màu hồng này, màu đỏ luôn cơ. Cái này á, tí nữa thích làm bánh màu đen cũng được, màu hồng rồi. Cũng được, màu đỏ cũng được luôn. Đúng rồi. Cái này là cái sô cô la nhà anh đấy. Chút vừa nãy chúng cho anh ăn bánh mì. Đi em cho ăn đi. Trời ơi, trời ơi, nhanh nhở như thế này rồi mới bắt đầu cho anh. Nhưng mà thôi, bây giờ anh đi anh làm cái bánh này đã. Anh làm ra 10 cái luôn cơ, tha hồ mà ăn cơ. Wow, bình thường bánh vòng chỉ có cái dạng như là sô-cô-la màu đen đen nâu nâu như này giống của em Cam thôi. Thế nào mà hôm nay bạn Nhím lại mang sô-cô-la đầy đủ màu sắc luôn. Như thế này thì những chiếc bánh vòng của chúng mình tự làm sẽ rất là ngon đấy. Em thích bánh màu ạ. Làm bánh này sẽ rất là lâu và cần nhiều người. Thế nên cho em Cam phụ một tay cũng được cậu ạ. Như thế thì chúng mình sẽ rút ngắn thời gian làm bánh hơn. Để tớ sẽ nhào bột trước nhé. Xem cái bước nhào bột này cần phải làm gì nào. Cho bột, men, đường vào tô, sau đó trộn đều. Đây là bột. Xé túi bột này ra. Góc bột ra này. Tiếp đó là sẽ cho một gói men này vào. Xé gói men ra này. Rắc đều vào này. Thế thì tớ với em Cam sẽ phụ cậu thái sô-cô-la để tí nữa dưới lên mặt bánh. Bây giờ tớ thích bánh màu vàng. Cam đưa cho anh túi sô-cô-la màu vàng nào. Ui dồi ôi, đưa nhẹ thôi chứ. Vỡ hết rồi. Đây. Wow. Ăn. Ăn được á? Cái này anh nghĩ là phải nấu chín lên đã, xong dưới lên bánh ăn nó mới ngon. Chứ cái này phải thái ra đã. Ngồi gọn ra để anh băm nào. 5 minutes later. Xong rồi. Em thích thái sô cô la màu hồng. Xong rồi. Em đã băm sô cô la màu hồng rồi. Ăn thử xem nào. Tớ thái xong hai màu sô cô la rồi đây. Em Cam xong chưa? Em
con xăm rồi. Màu hâm là của em. Bây giờ mang vào cho chị Trang làm thôi. Here we go. Chị quên cho đường à? À đúng rồi, em Cam đổ đường vào đây cho chị nào. Đổ tất cả chỗ đường đấy vào. Rồi bây giờ chúng mình sẽ trộn đều chỗ này lên. Em Cam có biết nhào bột không? Ui thiên, em làm bột siêu lắm. Thế thì lát nữa em Cam nhào bột cho chị nhá. Sau khi trộn đều bột rồi thì chị sẽ đổ sữa vào đây. Đấy, trộn từ từ, trộn từ từ. Khi nào hỗn hợp sánh mịn lại là được. Đấy, em Cam đảo chị đi. Đây, em Cam mà muốn trực tiếp làm bánh ấy thì đeo cái găng tay này vào này. Đeo cao lên, đấy, ống này lại chưa được đây. Em Cam sẽ đeo cái găng tay này vào. Và lát nữa, nhồi bột giúp chị nhé. Đây, được rồi. A few moments later. Wow, bột của em Cam vừa nhào này. Bây giờ nó đã nở ra to gấp đôi rồi. Thừa vào đây nó có nổ không? Chắc là không nổ đâu em Cam ạ. Bây giờ chúng mình chấm thôi. Sao tóc em lại dựng đúng như thế này? Bị cháy tóc rồi. Ui, tóc của chị cũng bị đây này. Tóc của em cũng bị đây này. Tại chị chặt bột đấy. Bây giờ nó nổ ra. Được rồi, bây giờ chúng mình hãy cùng cho chỗ bột này vào khuôn thôi. Đây. Nào em Cam từ từ đã, đang có khuôn đâu. Cái giấy này là giấy gì đấy Trang? Giấy này là giấy nến rồi ạ. Để làm gì? Để lát nữa tớ sẽ làm một kiểu bánh mà không cần dùng đến khuôn. Trước khi làm này là các bạn phải rửa sạch tay nhá. Đấy, sau đó chúng mình sẽ nhào bột ra. Để chia các cái phần bánh ra ấy. Em cũng rửa sạch tay rồi. Cùng nhào thôi nào. Được rồi, bây giờ tôi sẽ chia đều ra nhá. Chia các miếng nhỏ ra. Đây là cái dao làm bánh hả cậu? Đúng rồi, đây là cái dao làm bánh. Đấy, bây giờ các phần này em Cam sẽ cho vào khuôn đi. Em Cam có biết cho vào khuôn không? Đâu, em cho anh xem nào. Đấy à, cho như thế rồi à. Cho như thế này thì làm sao mà nó ra thực hình cái bánh hình tròn được. Đây này. Em Cam vẫn chưa có kinh nghiệm làm bánh các cậu ạ. Đúng rồi, muốn cho nó là hình tròn ấy thì mình phải nặn cho nó thành một cái hình tròn này, to như cái khuôn này. Đấy, như thế này. Thế xong rồi mình chọc một lỗ như này có đúng không Trang ơi? Đấy, cho nó xuyên qua như này. Đây này, đây này. Đấy, xong lát nữa nó sẽ nở to như là cái khuôn này luôn. Thế cơ à? Đấy, em Cam nặn nó hình tròn rồi nhá. Em mà nặn hình vuông là nó sẽ ra một cái bánh hình vuông đây. Được rồi, cho vào khuôn đi, to rồi đây. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Được chưa? Trang làm một sao sao ấy nhỉ? Tại vì em Cam vẫn chưa đục lỗ ra. Rồi, mình phải đục một cái lỗ ở đây này. Đây, đấy, cho cái lỗ này nó tòi lên như thế này thì lát nữa sẽ được một chiếc bánh vòng. Đấy, xong là Cam sẽ dàn đều. Sẽ dàn đều bột ra nhá. Dàn đều bột ra mặt khuôn nhá. Đấy. Đây chứ. Không, cái đấy to quá, em phải lấy cái nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi, em làm đi. Có phải là lăn đâu. Lăn hình tròn mà. Đây này, em đang nhìn cái bánh này của chị này. Trông thế này nó mới đẹp. Rồi, lồng vào đấy em Cam ơi. Ha ha, đơn giản quá. Mẹ còn lại, chị sẽ không dùng khuôn. Đây, không dùng khuôn chị sẽ làm như thế này nhá. Vẫn phải chia đều bột ra. Đấy, chia đều được bột rồi. Bây giờ tớ sẽ đặt lên những tấm giấy nến này. Tớ trông mấy cái này trông cứ như kiểu là đất nặng của em Cam ấy nhỉ. Đấy, như thế này nhìn trông có giống chơi đồ hàng không các cậu ơi. Xong bây giờ tớ sẽ làm cho cái bánh nó tròn này. Bây giờ sẽ đục lỗ nha. À, cái này là sẽ đục lỗ sau đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đục một cái lỗ tròn như này này. Làm như thế này á, thử thách cho em thử đục với. Em Cam ngồi sang bên này, chị sẽ cho em Cam thử làm 3 chiếc bánh. Đây, em Cam cầm thử đục xem có được hình tròn giống như chị không? Đấy, em Cam ấn mạnh vào đấy, ấn mạnh xuống. Rồi, xong nhấc lên. Tiếp.
Thế, thế là được rồi đấy. Đây. Bây giờ cam ấn bên này. Cam ấn những chiếc bánh còn lại đi. Được rồi, bên này nữa. Đây. Được rồi, đây là công đoạn tạo những cái lỗ tròn cho cái bánh vòng. Làm bánh vui thật đấy. Nếu như mà mình tự làm được ra như thế này, như này, một lần chúng mình làm được bao nhiêu là bánh vòng luôn. Thế này thì ăn thỏa thích luôn. Tên 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 tên. Vậy là chúng mình đã cho hết số bột này vào khuôn rồi. Một nửa này thì tớ sẽ đem đi nướng, còn chỗ này tớ sẽ đem đi rán. Để em mang bánh ra nướng nha. Đâu, em cảm biết sử dụng lò nướng. Thử mang ra nướng xem nào. Còn chị sẽ thử rán một cái xem có được không nhá. Để bánh vào trong lò này. Đẩy nhá. Nướng thế nào mà tài thế nhỉ? Nướng mà nó đã ra được cái màu y như đi mua rồi, trông cái màu đen đen rồi. Đây là sô cô la hay là gì đấy? Ui. À. Eo, vừa cứng vừa đắng. Thì ra em Cam nướng cái bánh này bị cháy đen xì rồi. Cái này thì không được rồi, chắc là phải rán thôi, chứ nướng như thế này á thì có ăn được đâu. Đúng rồi đấy, sao em Cam nướng mà lại bị cháy đen như thế nhỉ? Nhìn chị rán này, trông màu đẹp như thế này cơ mà. Còn bây giờ, tớ sẽ nung chảy sô-cô-la ra để bọn mình chuẩn bị dưới lên bánh thôi. Cho vào đây, tớ sẽ đun sôi cái nồi nước này lên để cho sô-cô-la nó nóng chảy ra nhá. Đấy. Wow, 4 bát sô-cô-la, mỗi bát một loại màu luôn. Tí nữa, khi mà cái bát nó nóng lên là sô-cô-la sẽ chảy ra thành nước, mình chỉ việc nhúng vào đây là xong. Cầm cái bánh này, nhúng vào sô-cô-la, thế là được một cái bánh ngon. Nào, tan nhanh lên nào, chảy nhanh lên nào để còn ăn kem nào. Ui, trông như kem luôn cậu ơi. Ui, em Cam bỏ ra, cái đấy mình sẽ rắc sau cùng. 5 minutes later. Bánh của chị đã rán xong rồi đây. Tành 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 tành. Tạm thời mình sẽ nhúng hai cái sô-cô-la màu đỏ với màu hồng này trước nhá. Còn sô-cô-la kia cậu vẫn chưa làm nó tan ra được à? Đúng rồi, cái đấy mất thời gian hơn. Ui, nhìn cái bánh em Cam nướng này, đen xì, như thế này không ăn được đâu. Mình sẽ bỏ cái bánh này đi nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ đổ cái hạt đường này của bạn nhím ra. À, hạt này gọi là hạt cốm hay hạt đường ấy nhỉ? Hạt cốm cậu ơi. Đấy, rồi, ok. Em Cam đã biết cách làm bánh vòng chưa? Em biết rồi. Đâu, em làm như sẽ nào? Làm như thế nào? Đây, để chị hướng dẫn em Cam trước nhá. Đầu tiên là chúng mình đã rửa sạch tay rồi. Bây giờ sẽ cho chiếc bánh vòng này nhúng vào một lớp sô-cô-la màu hồng. Dây 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 dây. Nhấc lên. Đấy. Đây, chị để đây để cho em Cam rắc lên nhá. Sau đó mình sẽ rắc những cái hạt cốm này lên này. Đấy. Wow. Được một cái donut màu hồng rồi. Bây giờ chị sẽ là người chuyên quét sô-cô-la, còn em Cam là người rắc hạt đường lên nhá. Chiếc này màu đỏ này. Cô dính vào tay em ấy. Đấy. Một cái màu hồng nữa này. Cô dính vào tay em ấy. Em phải để cao lên, nhìn chị đây này. Chị sẽ làm mẫu cho em Cam nhé. Đấy. Xong rắc cao tay lên như này thì không bao giờ nó sẽ dính vào tay em Cam đâu. Cho em thử nhúng sô cô la nhé. Đúng rồi, em Cam thử nhúng đi xem có thích nhúng không. Em thích nhúng cái màu hồng. Cậu làm màu này đẹp thật đấy, nhưng tớ thích sô cô la màu đen. Để tớ thử với xem nào. Đây. Nhúng lên xem có được không? Nhúng thật nhiều này. Nhấc lên này. Wow, đẹp thật đấy. Bây giờ bỏ ra đây này, chuẩn bị. Yêu ơi, sô cô la màu đen. Cái sô cô la này tớ làm nó hơi loãng. Thế nên là trông nó màu không được đẹp lắm nhỉ.
Nhưng mà thế này tí nữa rắc hạt cốm này vào này thì nó mới đẹp đúng không? Đấy, trông wow, nó mới nổi. Nhìn trông cũng giống hậu quán đấy các cậu ạ. Đây. Anh kinh thế. Kinh gì mà kinh. Sáng em chả ăn cái sô-cô-la màu đen còn gì nữa. Thế bây giờ sau khi làm xong hết rồi, em chọn ăn cái màu nào nào? Em chọn ăn cái màu hồng. Màu hồng à? Anh ăn cái màu đen. Đấy. Anh kinh sao sô-cô-la của anh kinh thế. Không bao giờ kinh luôn. Tí nữa ăn cái màu đen mà ngon hơn cái màu hồng thì em đừng có xin anh nhá. Đấy. Tớ vừa làm thêm được mấy cái rồi đây này. Bây giờ tớ sẽ rắc đường lên nhá. Đấy, thích nhất là công đoạn rắc đường này lên. Rắc các cái hạt cốm này này, nó chính là những hạt đường đấy. Lát nữa ăn vào sẽ rất là ngọt và thơm. Đấy, rắc càng nhiều thì ăn càng ngon. Wow. Nhiều chưa này các cậu ơi, mẻ này sẽ rất là ngon đấy. Wow. Thơm thật đấy. A few moments later. Wow. Bánh khô, khô rồi đấy các cậu ơi. À, khô rồi cậu ơi, cầm mà không bị dính nữa rồi. Được rồi đấy, bây giờ để tớ sẽ ăn cái bánh màu đen của tớ nha. Em. Mùi thơm đấy nhỉ. Em thì ăn bánh luôn. Tuyệt vời luôn. Còn tớ sẽ ăn cái bánh màu vàng này. Bánh màu vàng này là vị gì các cậu có biết không? Vị xoài. Không phải vị xoài mà là vị chanh, chanh dây. Chị ăn nhá. Để tớ thử nếm cái vị màu đỏ này xem nó là vị gì này. Vị này này. Vị gì? Vị dâu hay sao ấy. À, dâu bên này có màu đỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà tớ thấy nhá, ăn cái bánh này còn ngon hơn là bánh giá em cam ăn cơ. Nó có vị ngọt mà cái phần bánh này này ăn nó rất mềm chứ không giống cái bánh lúc sáng nay em cam cho tớ ăn thử, nó có khô khô kiểu gì ấy. Đúng rồi đây ạ, bánh này ăn ngon hơn. Thế thì từ mai mỗi ngày bọn mình làm một mẻ bánh này ăn cho thỏa thích cậu ơi. Yeah, thế này chúng mình đã làm thành công mẻ bánh vòng này rồi. Shh, theo anh cúi xuống. Đi vào trong siêu thị này á, bên trong này có gì? Có đồ mà các cậu cần tìm đấy. Người ta bán bánh rán à? Không phải bán bánh rán mà bán bột làm bánh rán.
Đâu cơ? Đây á. Cái gói màu xanh xanh trước mặt cậu kia kìa. Cái này á. Đúng rồi. Cái đấy sẽ làm được chiếc bánh rán Doraemon của em Cam đấy. Cho vào giỏ nào. A few moments later. Làm gì đã có gì đâu mà em đã quấy. Em Cam đang tưởng tượng là ở trong bát này có rất nhiều bột. Cô A. Em Cam đói quá rồi còn đặt cả thìa đây này. Bây giờ chị sẽ làm món bánh rán Doraemon cho em Cam nhé. Bánh rán Doraemon thì không thể nào thiếu Doraemon. Rất nhiều các sticker Doraemon đây. Lát nữa chúng mình sẽ trang trí cho chiếc bánh nha. Để xuống đây, bây giờ tôi sẽ hòa bột nha. Công đoạn này mới là cái công đoạn mà cần em Cam khuấy đây này. Cho một nửa túi bột này vào. Một nửa túi bột? Một nửa túi bột thì có được mấy cái bánh không? Tớ thích ăn nhiều cơ. Cũng được nhiều đấy cô ạ. Tớ sợ rán nhiều quá, hai anh em nhà cậu lại không ăn được hết. Ôi Cam ơi, em xúc cái bột này ăn nè. Bột này chúng mình phải rán lên mới ăn được. Đây à, không phải là bánh chín đâu. Chị Trang này là mua bột về, xong là mình phải trộn bột lên. Mình rán ở trên chảo thì bánh nó mới chín lên, mới ăn được cơ. Em ăn sống nha, tí nữa đau bụng là em không ăn được bánh rán Doraemon nữa đâu. Bây giờ chị sẽ đổ nước vào nha, đổ nước vừa vừa thôi. Mình cứ đổ ít một xong mình trộn trộn. Khi nào thấy thiếu thì mình đổ thêm chứ đừng đổ nhiều quá. Đổ nhiều là loãng là sẽ hỏng bột đấy các cậu ạ. Đấy, cứ như thế này thôi. Bột đặc sệt lại là chúng mình sẽ đem đi rán được. Mùi thơm quá. Có mùi thơm à? Có mùi thơm của quả cam. Mình không phải cho thêm đường, cho thêm muối gì nữa hả cậu? Quả cam thì ăn quả cam. Cái gì có cam đâu, đấy là mùi của quả cam thôi. Chúng mình sẽ không phải cho cái gì cả cậu ơi. Chỉ cần cho nước thôi. Đúng rồi đấy, như thế nó mới nhanh. Chứ bây giờ mà ngồi nặn nặn xong rồi cho đủ thứ vào thì bao giờ mới được ăn bánh đúng không em Cam? Ôi trời ơi, đây cũng không phải là bánh Doraemon đâu, đây là sticker. Em ăn như thế này thì nó đau bụng đấy. Em Cam chắc là đói quá rồi các cậu ạ. Đồ dưới này các cậu ơi. Bột sệt sệt như này là chúng mình có thể đem đi rán được rồi đấy. Em Cam có biết rán bánh Doraemon như nào chưa? Em chưa à? Thế thì hôm nay chị sẽ dạy em Cam cách rán bánh Doraemon nhá. Rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng mình sẽ phải làm nóng chảo đã. Chị Trang nuôi sao nhiều hết. Nhiều để ăn nữa, chị sẽ làm cho em Cam ăn nhiều bánh. Em Cam đang đói bụng mà. Đấy. Thôi, tớ nghĩ là nóng chảo rồi đấy cậu ơi. Rồi, bây giờ nóng chảo rồi chúng mình sẽ để lửa nhỏ thôi nhá. Không là sẽ bị cháy bánh đấy. Đây, để chị hướng dẫn cái đầu tiên nhá. Sau đó em xúc một thìa nè. Thứ hai. Xúc cẩn thận không là nó dây ra nhá. Sau đó cho vào chảo, đấy. Cho gọn gọn vào. Đấy, được một cái rồi. Đấy. Bánh đang được làm nóng rồi đây này. Có rất nhiều các bong bóng đang nổi lên. Amazing. Chờ một lúc nhá, chị sẽ lật mặt bánh. Thử xem nó được chưa cậu ơi. Cậu có biết dán không đây? Tớ có chứ. Em Cam, hứng vào. Đấy, cho một thìa nữa vào đi xem nào. Cho gọn vào. Đây, em Cam phải cho gọn vào. Đấy, xong cầm thế. Mình sẽ đẩy đều các góc để cho chiếc bánh của em Cam sẽ tròn ra. Rồi, được rồi đấy. Của em Cam cho hơi ít bánh. Rồi, bây giờ tôi sẽ lật cái bánh này tớ lên nhá. Ui, cái này khéo lắm. Đấy. Mẹ bánh của chị em mình sắp xong rồi đấy, em Cam ơi. Lật nào, lật những chiếc bánh nào, thơm ngon quá. Mê chiếc bánh này. Bạn Trang bảo rán bánh một tí là xong. Mà đợi mãi rồi chả thấy ăn được cái gì cả. Bụng anh đói quá rồi. Em đói quá rồi. Anh ngửi cái mùi thơm rồi Cam ơi. Hay thế này, anh với em đi ra lấy trộm bánh ăn trước đi. Hay đấy. Theo anh, cúi xuống. Bye.
Gấp tiếp này. Năm cái này. Rõ ràng vừa lúc nãy mình gấp được 4 cái ra đây rồi mà. Sao bây giờ cái đĩa này trống không thế nhỉ? Không thấy mấy cái bánh kia đâu nữa rồi. À, cái tay thò lên kìa. Ai rồi? Quá ra là bạn nhìn với cả em cơ mà. À, trong mồm vẫn còn bánh của tớ này. Tay cũng vẫn còn này. Tớ với em chàng đói quá, thế nên là phải ra thử ăn trước 1-2 cái. Thế cậu dán đến đâu rồi? Tớ dán đến đâu? Hai anh em nhà cậu ăn hết rồi còn gì nữa. Đang còn 4 cái trong chảo đây này. Các cậu phải chờ tớ chứ. Tu tu. Còn phải trang trí bánh nữa, xong mới được ăn. Bánh rán Doraemon thì không thể nào thiếu được bạn ấy được. Bóc cái sticker này ra, dán vào giữa này. Đấy. Em Cam ơi, nhìn thế này đã giống bánh rán Doraemon chưa? Cuối cùng cũng đã xong. Ui giời ơi, tớ đợi lâu lắm rồi. Mềm, thơm, ngon. Ngon là tết. Đĩa này là của em. Em thử một miếng nào. Ủa cái gì đây? Hả? Cái bánh Doraemon chứ còn cái gì? Em Cam. Thủng thủng. Đâu? Đúng đây rồi. Chỉ dán đây, vừa nãy nhiệt nó nóng quá nhưng nó tạo ra cái lỗ này đấy, không sao đâu. Mình phải dán vừa lửa thì là nó tạo ra những cái bề mặt mịn như này đúng không? Đúng rồi. Còn nếu dán lửa to quá, dán lửa to quá là sẽ bị như thế này này các cậu. Bạn Trang dán cháy, xong là lại còn giấu ở dưới này nữa cơ. Này, nhưng mà Trang ơi, bình thường bánh Doraemon này có cách ăn nào khác không? Có một kiểu ăn nữa, kiểu ăn này là tớ rất hay ăn, không biết em Cam với cả cậu có ăn như thế không? Đây này, kiểu ăn của tớ sẽ là kiểu ăn như thế này. Tớ sẽ dùng một hộp sữa chua. Sữa chua để làm gì? Để quét vào, ăn cho nó có vị ngon, ngậy. Đây, quét vào giữa mặt bánh như này. Quét ít thôi. Em thích ăn kiểu thế. Đấy, từ từ, để chị giới thiệu đã. Sau khi quét được như này rồi, tớ sẽ lấy một chiếc bánh khác. Bánh này ngon nên là dán cháy rồi. Bày vào cho đẹp thôi, chứ không ăn được đâu. Lấy các cái bánh mà không dán cháy này. Đấy, lấy bánh này nhá, kẹp vào đây. Xong lại thêm một lớp nữa. Đúng rồi, em không bị cháy. Đúng rồi, của em không bị cháy. Đấy, xong lại thêm một lớp nữa. Ui, trông như kiểu là một cái bánh hamburger nhỉ cậu nhỉ? Đúng rồi, ăn kiểu như thế đấy. Đấy, trông thật nhiều lớp lên. Như thế này này. Tớ sẽ ăn nhá. Nó có vị chua chua, sữa chua, ăn ngon lắm. Chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm vị phô mai. Em Cam cũng làm à? Vâng. Rồi, em làm 2 cái thôi, kẹp vào thử ăn đi. Rồi, em Cam thử ăn đi xem có khác cái vị bình thường em hay ăn không. Đấy, sữa chua chảy ra ngoài mặt bánh này, nhìn trông ngon hấp dẫn không? Nồng ngon cá. Còn tớ lấy hẳn cái vị sữa chua này này. Chấm xoay này. Wow. Đấy. Ăn được không cậu? Quá tuyệt vời luôn. Vừa nãy cái bánh này nó còn hơi khô, bây giờ chấm vào sữa chua ăn nó mềm hẳn cậu ạ. Không được, hộp này là của anh. Cho em mượn. Ngon quá.